Hello mọi người nha, chào mừng mọi người đến với BT Guppy Fit Farm nha. Thì hôm nay cái đơn này đã được chốt rồi nha mọi người. Đó, cái đơn nguyên bầy gồng đỏ đã được chốt rồi. Bây giờ hôm nay em sẽ đem ra và đếm lại cho mọi người xem coi trong đây có bao nhiêu cặp nha. Thì hôm bữa là em có đoán là ở trong đây là có 50 con. Đấy, 50 con tức là 25 cặp. Bây giờ sẽ bắt hết ra và đếm xem nó được bao nhiêu cặp cho mọi người xem nha. Rồi mọi người đợi em trong giây lát nha. Rồi ok, thì ở đây đã chuẩn bị một cái khay trắng cho mọi người dễ nhìn nè. Chứ bỏ màu khay đen thì mọi người khó nhìn lắm. Đó, nó đen thui. Bây giờ bắt đầu đếm cho mọi người xem là có bao nhiêu cặp nha. Bây giờ đếm trống trước đi. Một con trống nè. Hai con trống nè. Ba con trống nè. Bốn con trống nè. Năm con trống nè. Sáu con trống nè. Bảy con trống nè. Tám nè. 9 nè. 10 nè. 11 nè. 12 nè. 13 nè. 14 nè. 15 nè. 16 nè. 17 nè. 18 nè. 19 nè. 21. 22. 23. 24. 25. 26, 27, 28, 29, 30. Năm hai, năm ba, năm bốn, năm năm, năm sáu, năm bảy. Rồi có 37 con trống mọi người. Giờ sẽ đếm máy cho mọi người xem nha. Và đếm bao nhiêu con máy vô lông nha. Một con máy. Hai con máy. Con máy này máy vô lông nha. Ba con. Đây là con trống nè. Trống thì máy này không ra. Đây là 4 con máy. Máy đó máy vô lông nha. 5 con, 6 con. 7 con, 8 con. 9 con, còn máy vô lông nha mọi người. 10 con. 11 con còn 5 trống nè. 12 con. 13 con. 14 con. 15 con. Còn lại đi bông nè. 16 con. 7 con mấy con đi bông nè, nó có gì. 17 con. 2 con đi bông. 8, 19 con.
24 con, 24 con, 25 con, 26 con, 1 con đi bông nữa, 27 con, 28 con, 29. Đây là con trắng nha, 30, 32, 32 mấy đi bông nữa, 33, 34, 35 con mấy đi bông nữa, 35. Rồi 35 con mái. Và hồi nãy hình như là 37 hay gì đó. Như mình bắt nãy giờ hình như 3-4 con trống là cho 40 con đi, 40 con trống và 35 con mái. Vượt cái số mình đếm chưa, vượt cái số mình đoán chưa. Quá rẻ luôn. Một bầy 40 với 30, 70, gần 80 con. Đó, gần 80 con. Cái đơn này mình chốt chỉ có 400k thôi mọi người. Đấy, là do chú không có lấy phần quà, và chú vẫn chịu phí ship, cho nên là mình tính chú là 400k thôi, và phí ship 30k cho cái đơn gồng đỏ này. Quá rẻ rồi. Thì mọi người cứ lấy 80, mọi người chia cho 400 là ra thôi. 400 chia 80 chứ hả. Rồi, thì hiện tại em đang có còn 10 cặp, còn lại 10 cặp coi đỏ, coi Gene, hàng tuyển 30k một cặp. Ai có nhu cầu liên hệ, ai bắt 10 cặp này miễn phí ship luôn nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều, hẹn gặp lại mọi người ở cái video tiếp theo. Bye bye nha. Mọi người vừa xem xong video của Tâm, đừng quên like và chia sẻ video cũng như đăng ký kênh và nhấn nút hình quả chuông kế bên để có những thông báo sớm nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.